kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh tin tức hôm nay. Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng quý vị, mang đến những thông tin nóng hổi, chính xác và kịp thời mỗi ngày. Thay mặt đội ngũ biên tập, xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, luôn bình an và thành công trên mọi hành trình của cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, nếu quý vị cảm thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn like và chia sẻ để thông tin có thể lan tỏa rộng rãi hơn. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức mới nhất từ Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những tin tức nổi bật trong bản tin hôm nay. Tay sai Obama bí mật chỉ đạo cho hàng loạt quan chức đảng Dân Chủ mở cửa để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại tiểu bang chiến trường. Chiến tướng Biden từ nhà tù, chiến thắng đã trong tầm tay, Tổng thống Trump sẽ hạ bệ Harris. Chính trường Mỹ rối vì đi, hàng loạt chính trị gia đảng Dân Chủ trốn mất tích xóa sạch mọi dấu vết liên quan và sau đây là phần tin chi tiết kính thưa quý vị thân mến theo một ứng cử viên hạ viện được trump hậu thuẫn người đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về các chính sách thất bại của đảng dân chủ tại tiểu bang ngũ đại hồ ảnh hưởng ngày càng gia tăng của trung quốc tại michigan đã trở thành vấn đề đáng lo ngại lớn đối với các cử tri tại tiểu bang chiến trường quan trọng này đây là vấn đề lớn đáng quan ngại cả về mặt an ninh quốc gia và an ninh kinh tế Ứng cử viên Hạ viện Đảng Cộng hòa đại diện cho Michigan, Tom Barrett, trả lời phỏng vấn trên Zoom với Fox News Digital tuần này. Tại Michigan, Đảng Dân chủ đang trao gần 200 triệu đô la tiền thuế của tiểu bang cho một công ty liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công ty này sẽ đến Michigan để xây dựng một nhà máy sản xuất pin. Họ đã mua một loạt đất nông nghiệp ở nông thôn để xây dựng một nhà máy sản xuất pin do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn ở Michigan, không xa một cơ sở quân sự. Nơi tôi đã được đào tạo trong vô số giờ trong suốt sự nghiệp của mình trong quân đội. Barrett là một cựu chiến binh lục quân, trước đây từng phục vụ tại Hạ viện tiểu bang Michigan và Thượng viện tiểu bang trước khi ra tranh cử đại diện cho Quận 7 tại Hạ viện Hoa Kỳ. Barrett đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn và toàn diện của Trump cho ghế Hạ viện vào đầu năm nay và đã nói chuyện với Fox News Digital về những vấn đề hàng đầu mà ông nêu bật trong chiến dịch tranh cử, bao gồm lạm phát tăng vọt, chính sách biên giới, tử vong do dùng thuốc quá liều fentanyl cũng như ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại tiểu bang. Trong khi các gia đình ở Michigan đang phải vật lộn để kiếm sống và mua thực phẩm, trả chi phí sưởi ấm trong nhà, thì chính quyền tiểu bang của chúng tôi, được đối thủ của tôi hậu thuẫn, đang gửi gần 200 triệu đô la tiền thuế của tiểu bang cho một công ty cộng sản Trung Quốc chỉ để, để họ có thể đến đây và do thám chúng tôi. Điều này thật tối nát, bà Red nói. Năm 2022, thống đốc đảng Dân Chủ Gretchen Whitmer tuyên bố Goshen, một nhà sản xuất có trụ sở tại Trung Quốc, sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất pin xe điện trị giá 2,4 tỷ đô la tại một vùng nông thôn của tiểu bang gần Big Travis. Thông báo này đã vấp phải sự phẫn nộ của người dân, bao gồm cả các nhà lãnh đạo địa phương đang nỗ lực đảo ngược thỏa thuận cung cấp nước, vốn sẽ làm tê liệt việc xây dựng nhà máy. Gosen đã kiện thị trấn Green Charter và đã giành được chiến thắng pháp lý vào tháng trước khi một thẩm phán liên bang duy trì lệnh tạm thời cho phép tiếp tục xây dựng. Barrett chỉ ra những phát biểu của cựu giám đốc CIA Leon Panetta dưới thời chính quyền Obama, người đã cảnh báo vào đầu năm nay rằng Trung Quốc có thể sẽ sử dụng nhà máy pin cho mục đích gián điệp. Tôi không nghĩ có bất kỳ câu hỏi nào về việc họ sẽ lợi dụng tình hình đó. Panetta cảnh báo vào tháng 1 khi được hỏi về nhà máy trong phiên điều trần của Ủy ban chọn lọc Hạ viện về đảng Cộng sản Trung Quốc. Và tôi nghĩ chúng ta phải rất cảnh giác về những gì đang diễn ra. Đó chỉ là cách họ hoạt động, họ sẽ thành lập một đơn vị sản xuất họ sẽ thành lập bất cứ thứ gì họ có thể và sau đó họ sẽ sử dụng nó cho mục đích tình báo của riêng họ họ sẽ sử dụng đó cho mục đích kinh tế của riêng họ chiến tướng bannon từ nhà tù chiến thắng đã trong tầm tay tổng thống trump sẽ hạ bệ harris thưa quý vị thân mến steve bannon cựu chiến lược gia trưởng của tòa bạch ốc dưới thời tổng thống trump đã viết một bức thư từ nhà tù danbury connecticut được công bố vào thứ năm trong đó ông khẳng định chiến dịch của Kamala Harris đang dần suy yếu. Biden tuyên bố nếu tất cả nguồn lực của phong trào MAGA được tập hợp, chiến thắng chắc chắn trong tầm tay. Những thay đổi gần đây, Biden bắt đầu, trong các cáo buộc thăm dò đáng tin cậy tại các khu vực chủ chốt và bang chiến trường, đã cho thấy người dân Mỹ, những người đang chịu nhiều áp lực, quyết liệt bác bỏ cái gọi là chính trị của niềm vui giả tạo và những lời hứa trọng tuết của chiến dịch Harris. Người dân không còn bị lừa bởi những bài diễn văn hoa Mỹ trống trọng, họ đã nhìn thấu sự giả dối. Cho đến nay, chiến dịch của Harris chưa đưa ra được bất kỳ giải pháp thực tế nào để đối phó với những thách thức người Mỹ đang đối mặt, lạm phát không kiểm soát, tội phạm gia tăng và an ninh quốc gia ngày càng suy yếu. Những vấn đề này không thể bị che giấu bằng các khẩu hiệu cảm thấy tốt hay sự ủng hộ từ những người nổi tiếng. Dù có phỏng vấn bao nhiêu lần với Oprah đi nữa, Harris đã đụng trần, động lực giờ đây thuộc về chúng ta, và đây chính là thời điểm cần phải tận dụng triệt để. Nếu phong trào làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, có thể tập trung toàn lực vào chiến dịch kêu gọi bỏ phiếu mạnh mẽ và thu thập lá phiếu trong những ngày và tuần quan trọng trước ngày 5 tháng 11, chúng ta sẽ không chỉ chiến thắng mà sẽ đại thắng. Chưa bao giờ tình thế căng thẳng hơn thế này, đây là cơ hội lịch sử để giành lại quyền kiểm soát nước Mỹ. Chúng ta không chỉ chiến đấu cho một chiến thắng mà là cho tương lai của toàn thể đất nước. Một chiến thắng vang dội sẽ giúp chúng ta kiểm soát toàn diện hạ viện, thượng viện và cả tòa Bạch ốc với thế phối hợp này chúng ta sẽ tiêu diệt những chính sách đã làm tổn hại người dân mỹ và đưa đất nước trở lại quỹ đạo sự thật là không còn một lượng cử tri chưa quyết định đáng kể nào liên quan đến các ứng viên người dân mỹ đã biết rõ họ đứng về phía nào khi nói đến tổng thống trump và các đối thủ của ông điều duy nhất còn chưa rõ là liệu họ có thực sự tham gia bỏ phiếu hay không chính những người này sẽ quyết định cuộc bầu cử với nỗ lực không ngừng nghỉ và sự tiếp cận trực tiếp họ sẽ đứng về phía chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là phải gắn kết họ đảm bảo rằng họ hiểu rõ tương lai đang bị đe dọa và thúc đẩy họ bỏ phiếu để cứu lấy đất nước tổng thống trump đang mạo hiểm cả mạng sống của mình mỗi ngày để bảo vệ nước mỹ ông phải đối mặt với vô số sự chống đối và thách thức to lớn nhưng vẫn không ngừng chiến đấu vì người dân mỹ hãy cho tổng thống trump thấy rằng chúng ta đứng sau ông bằng cách dốc hết sức lực của mình vào những tuần cuối cùng này chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta cam kết với cuộc chiến này hãy nhớ chiến thắng đã trong tầm tay. Steve Bannon dự kiến sẽ được ra tù vào ngày 29 tháng 10, chỉ một tuần trước khi cuộc bầu cử diễn ra, đúng lúc để chứng kiến chiến thắng quyết định của Trump. Chính trường Mỹ rối vì đi, hàng loạt chính trị gia đảng Dân Chủ trốn mất tích, xóa sạch mọi dấu vết liên quan. Quý khán thính giả thân bến, nghệ sĩ nhạc rap nổi tiếng Trích Đi từng xuất hiện cùng một số nhân vật trong chính giới Mỹ, và vụ lùm xùm liên quan tới nam rapper này cũng khiến chính trường Mỹ ít nhiều trao đảo dư luận Mỹ và quốc tế đang chấn động khi Dieter, tên thật là Sean Combs, bị bắt giữ và cáo buộc hàng loạt tội danh như mại dâm, bạo lực tình dục trẻ em, tống tiền, lừa đảo. Vụ bắt bớ diễn ra trong lúc chiến dịch tranh cử của Kamala Harris 99% dựa dẫm vào các siêu sao nổi tiếng, các đại minh tinh trong Hollywood để vận động tranh cử và thu hút cử tri. Theo báo USA Today, bên cạnh việc là một tên tuổi có ảnh hưởng trong giới âm nhạc đi đã nổi bật trong giới kinh doanh và chính trị xứ cờ hoa kể từ cuối những năm 1990, thân thiết với nhiều chính khách đảng Dân Chủ, đặc biệt là những ông lớn như Obama, Clinton, Pelosi, Kamala Harris, vân vân. Mạng lưới quan hệ trong chính giới của Didi bao gồm nhiều chính khách có ảnh hưởng từ tầm địa phương đến quốc gia, từ thị trưởng các thành phố tới thành viên quốc hội và cả ứng viên tổng thống. Khi tin tức về đi nổ ra, một số nhãn hàng quảng cáo được cho là đã nhanh tay rút lui trong khi các chính trị gia không khỏi có phần lo Âu. Theo dòng sự kiện, trang Business Insider mới đây nhắc lại khoảnh khắc thân thiết giữa thị trưởng đảng Dân Chủ New York Eric Adam và Dick đi Vào tháng 9 năm 2023, thị trưởng Adam trao cho nam rapper Chìa Khóa của thành phố, biểu tượng ghi nhận đối với một công dân New York có được thành công lớn. Lúc trao Chìa Khóa cho Dick đi tại quảng trường thời đại, ông Adam gọi sự kiện là Ngày Dick D. Đáp lại, Dick đi phát biểu, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả vì vinh dự này và vì các bạn đã công nhận tôi là một người New York đáng tự hào khi trao cho tôi chìa khóa của thành phố hiện cả thị trưởng New York và đi đều đối diện với các cáo buộc hình sự khi một bản cáo trạng công bố vào sáng 26 tháng 9 giờ Mỹ cáo buộc ông Adam tham nhũng trong nhiều năm theo các công tố viên liên bang thị trưởng Adam đã nhận hối lộ từ nhiều người có quốc tịch nước ngoài nhằm tài trợ cho các chiến dịch chính trị và việc đi lại cá nhân cũng như DeCote Thị trưởng New York tuyên bố ông vô tội với các cáo buộc chống lại mình. Ông Adam dự kiến sẽ tái tranh cử vào năm 2025, nhưng hiện đối mặt với án tù lên đến 45 năm nếu bị kết tội. Nhiều người dùng trên mạng xã hội X đang suy đoán liệu Dicky và thị trưởng Adam có quen biết nhau bên ngoài hay đã từng tiệc tùng cùng nhau. Dicky bị tố đã tổ chức nhiều buổi tiệc trắng liên quan đến các hoạt động tình dục thác loạn tại khu Hamptons, New York. Trong khi đó, ông Adam tự gọi mình là thị trưởng về đêm và ông này được nhìn thấy hay lui tới những điểm vui chơi về đêm muộn và nhiều câu lạc bộ chỉ thành viên mới được vào. Chưa hết, tạp chí Newsweek đưa tin, cựu Tổng thống Mỹ Obama và ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ hiện tại là Kamala Harris cũng có mối quan hệ mật thiết với Diddy. Rapper này thường xuyên được mời tới tham dự các buổi tiệc tùng, sinh nhật của Obama và vợ ông ta. Các sự kiện tranh cử lớn của Kamala Harris trong những tháng gần đây cũng nhờ bàn tay nam rapper này sắp xếp và tổ chức. Trong một video liên quan đến buổi tiệc, ông Obama gọi nam rapper là huyền thoại. Ngoài ra, cựu tổng thống Mỹ cũng từng có nhiều bức ảnh chụp chung với Diddy tại nhiều sự kiện qua các năm. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm 2015 với báo Washington Post, Diddy có lời bình luận về mối quan hệ của mình với Joe Biden và nhiều thành viên nội các ông ta lúc đó rằng tất cả là bạn của tôi. Ngược lại, vào tháng 6 năm 2017, trả lời trang Daily về nhận định khi ông Trump là tổng thống Mỹ, Nam Rapper đã chỉ trích ông Trump, khẳng định không quan tâm tới Trump. Đến năm 2020, Tiết Đi tiếp tục chỉ trích ông Trump và ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ khi đó là ông Joe Biden. Trả lời CNN, Tiết Đi nói những người da trắng như ông Trump phải bị trục xuất và lối suy nghĩ của ông Trump là nguy hiểm. Theo USA Today, trong nhiều năm qua, Tiết Đi chủ yếu ủng hộ đảng Dân Chủ, nhiều thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ, bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cựu tổng thống Barack Obama đều cũng từng có liên hệ với rapper này. Vào tháng 4 năm 2020, bà Harris, thời điểm đó là ứng viên phó tổng thống Mỹ trên X, đã gửi lời cảm ơn tới nam rapper liên quan đến một buổi gặp gỡ cử tri với chủ đề bất bình đẳng chủng tộc và Covid-19. Theo đài Fox, đi cũng có vai trò quan trọng trong việc thu hút cử tri trẻ tuổi cho đảng Dân Chủ tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2004 Nam rapper khi đó đã phỏng vấn các đại biểu trẻ tuổi và một số thành viên đảng dân chủ như ông Obama và bà Hillary Clinton cho kênh MTV. Việt Nam rapper này bị bắt cũng dấy lên làn sóng hủy kết bạn và xóa sạch những bài viết hoặc hình ảnh chụp chung của họ đối với anh ta. Đáng chú ý, trang X của Kamala Harris và Obama đã không còn một hình ảnh nào liên quan tới anh này chỉ sau một ngày. Họ làm việc dọn dẹp đó rất nhanh, thật bất ngờ. Chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị nếu quý vị thấy nội dung hữu ích xin hãy nhấn like chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo chúc quý vị luôn mạnh khỏe bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại